À gớm nhỉ. Hello hello, 8 giờ 30 phút rồi gia đình ơi. À lại theo Thanh Tùng vòng một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương, xem hôm nay có những xe gì, mẫu xe gì để gia đình mình cùng tham khảo nhá. Chào đại gia đình nhà mình ạ. Đây còn rất nhiều xe đây, gần 100 đầu xe đủ các loại, đủ phân khúc để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Thì hôm nay là mùng 5 tháng 9 rồi, bắt đầu khai giảng này. Tiếp tục giảm giá để anh chị quý vị mình mua xe để đưa con đi học, bắt đầu năm học mới đấy ạ. Giảm 5 triệu đồng trên một xe, giá giảm 5 triệu còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào bác Tránh Phạm, chào bác Thu Hằng, chào tất cả những hàng thân thương. Đấy, em Tùng vừa lên livestream đã vào xem rồi. Cảm ơn từ những lời trân trọng nhất đến gia đình nhà mình ạ. Chào bác Hùng Mộc Lê, chào đại gia đình mình. Xin phép gia đình mình một vài giây để em đặt hai số hotline lên màn hình để cho gia đình mình cùng dễ quan sát nhá. 0347 701 777. Đấy, rất dễ nhớ, 0343 540 999. Ok gia đình ơi, em xin ghim lại ở phần bình luận nhá, cho là mình cùng dễ quan sát ạ. Chào bác Phạm Phương Nam Nguyễn, chào bác Hùng Mộc Lê Hùng này, chào bác Phạm Trách, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền của Tổ quốc. Đấy, tối mà vẫn sáng đèn đây, sáng đèn 24/7 để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đấy, mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận đi để em Tùng được tư vấn ạ. Chào bác Triệu Việt Thái, cái mình vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, đấy hoan hỉ lên chia sẻ cho em 5-7 lượt đi, cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều ạ. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi cũng như buôn bán ký gửi những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng nghiệp số 2. Hai số like thì em Tùng đã để trên mình rồi nhá. Đấy, cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận đi em tư vấn ạ. Vâng, chia sẻ nhiều lên cho em đi gia đình mình ơi. Vâng, cảm ơn gia mình rất là nhiều này. Em để lại hai số điện thoại nhá, 0347 701 777 và 0343 540 999. Ok, hai số này chính xác để lại này. Ok, vâng. Nhà mình cho mỏi là âm thanh ánh sáng này ok chứ nhỉ? Để em Tùng bắt đầu vào báo giá cho gia đình mình cùng tham khảo đấy ạ. Cho bác Khổng Tăng này, cháu Đăng Cường, cháu bác Trịnh Cường QC, chào bác Trần Đi Tô Hàng, cháu anh Ngọc, chào những cái hàng thân thương ạ. Đấy, rất nhiều đầu xe này. Nhưng một vài hôm nay thì bên em có vẻ một vài mẫu mới đây. Đấy, Zoyli Mitsubishi 206 đây, 135 triệu đồng này. Kia Morning, máy Eco nhập Hàn 2010, 238 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Đâu, xem mẫu xe là mới về nhá, báo giá trước cho gia đình mình cùng tham khảo đi. Comment nhiều lên, bình luận nhiều lên gia đình mình ơi. Rồi, Vios 219 mới về này. Đấy, còn đẹp như trong hãng luôn, 515 triệu đồng. Đấy, bao test hãng cũng như là hỗ trợ anh chị quý mình nhà mình rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ trả góp nhá. Đấy, Vios 219 này, Accent 219 tiếp tục đây, xe siêu lướt luôn, không lỗi lầm một xíu đâu nhá. Đấy, hỗ trợ trả góp bao tiết hãng 430 triệu đồng. Vâng, cháu Khánh Phạm này bán trả góp không xốp, có bán trả góp anh ơi. Anh đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào để lại bình luận đi. Accent có không bạn? Đây, Accent có đây anh ơi, Accent 219 đây. Đấy, màu đen nhá. Em quay chi tiết cho anh chiếc Accent này này. 1.4 số sàn 430 triệu đồng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ sơn xi-jin bao tét hãng này, có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy, các bác vừa vào xem này, quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào đi, cứ để lại bình luận, để lại comment đi. Vâng, ok anh Nam Hoàng ơi, Accent đây. Màu đen na răng đúc, lốp lát đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu nhá. Sinan thẳng mí tích hợp trên gương, 7 cấp số, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Nội thất ghế da điều hòa lắng lạnh 2 chiều, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Giá chào bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 430 triệu đồng. Bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Đấy, Accent đẹp chưa này gia đình ơi. Hơn 400 triệu đồng một xíu đấy ạ. Vâng, chào bác Việt Thắng Hồ, chào bác Mạc Phương, chào bác Cốc Hùng Thủy, chào bác Lam Hoàng đấy, anh tham khảo cho em con Accent đi anh ơi. Vâng, anh Khổng Tăng có hỗ trợ trả góp nhá, bên em hỗ trợ trả góp đến 70% giá trị xe. Ok, chào bác Trần Đức Anh, hello.
chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, những mẫu xe mới về đây. Vios 216 này. Mai có về thêm Vios 216 và Seato cho anh chị quý vị cùng quan tâm nhá. Đây, một hôm nay trước về mới cầu bến đây. Một siêu phẩm mà. Sedan hai đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 258 triệu đồng đây. Hỗ trợ rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, La Chetti Cedric 2010. Đăng ký và đăng bánh năm 2012. 1.6 số tự động nhập Hàn nhá. Tham khảo dùm em đi anh chị quý vị nhà mình ơi. Đấy, xe tô đời cao có đây. Sản xuất cuối 2016, đăng ký lăn bánh năm 2018, 1.6 số sàn. Đấy, tuy nhiên chính chủ 34 Hải Dương đây. Chào đại gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc. Morning đỏ có không? Có morning đỏ ạ. Chào bác Nguyễn Ngân, chào anh Ngọc, chào Việt Thắng Hồ, chào bác Mạc Phương, chào đại gia đình nhà mình. Nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay, hoan hỉ lên. Cho em Tùng, cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Có mất tiền, có mất bạc gì đâu ạ. Cảm ơn đại gia đình nhà mình nhá. Đây, mô linh đỏ có mô linh đỏ này. Chờ đợi là hạnh phúc này, ok. Chờ đợi là hạnh phúc, chào bác ạ. Chào bác Đông Nguyễn Văn, chào đại gia đình nhà mình. Đấy, thì giờ ăn cơm tối đã qua này. Anh chị quý vị mình đang ngồi trước màn hình nhỏ đi, ngay ngắn lên. Tham khảo cùng em những mẫu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Bình luận nhiều lên, comment nhiều lên để em Tùng tư vấn nhá. Đấy, bắt đầu từ mẫu xe thất tiền nhất này, vài chục triệu thôi. Mazda à đây, xin lỗi mình ạ. Matiz 2008, 0.8 số sàn, 45 triệu đồng thôi. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, động cơ 0.8 ăn xăng như người luôn. Đấy, lốp láp đẹp sơn si chất, gầm bệ thì chắc chắn không mục mọt. Nội thất thì thơm tho sạch sẽ rồi. 45 triệu đồng đấy, giá rẻ hơn cả xe máy cho anh chị quý vị ra đời nhà mình. Matiz 208. Vâng, chào bác Hân Nguyễn, ok bác Trần Anh đã chia sẻ. Vâng, chào bác Võ Việt. Này, chào bác ạ. Đợi chờ anh Phúc, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Innova đời 2015, Innova đời 2015 thì tạm thời bây giờ chưa có anh nhá. Đấy, anh cứ tạo ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage cho ô tô đầu mối Hải Dương đi. 1-2 hôm nữa thì sẽ về một đầu Innova 2016. Anh tham khảo dùm em ạ. Đấy, hôm nào nó về thì em sẽ gửi video hình ảnh chi tiết cho anh nhá. Vâng, chào anh Đoàn Bình, chào bác Trần Văn Việt. Đấy, chào những khách hàng thân thương trên ba miền Tổ quốc cho ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy, chia sẻ nhiều lên nhà mình ơi. Đây, tiện hỏi đến Innova đây, giới thiệu luôn Innova gia đình mình đấy. Innova Tota 7 chỗ quốc dân đây, vua dòng 7 chỗ gửi đến gia đình mình à. Con này thì đời 2010, có Vios 2010 bác hàng ơi. Con này thì đời 2011, động cơ 2.0 số sàn, bản G xịn nhá. Xe được trang bị la xăng đúc 4 bánh này. Lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng. Đấy, phanh đĩa chống bó cứng ở hai bánh trước này. Bánh sau thì hỗ trợ phanh tăng chống nhá. Máy số, keo chỉ, sơn si thì còn đại chất luôn. Tay nắm cửa, viền chân kính, ốp gương này thì bóng lốp rất đẹp luôn. Có giá để đồ trên cao. Đời 2011, bản G xịn, 335 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vô lăng ba chấu, túi khiến hàn chê vương năng. Đầu đài màn hình keo xe này, đấy. Máy số, keo chỉ thì còn chất còn đẹp nhá, 335 triệu đồng. Giá còn thương lượng cũng như là hỗ trợ bao rút hồ sơ và ship xe cho anh chị quý vị nhà mình trên toàn quốc. Đấy, Innova bản G 2011, 335 triệu đồng. Tota Innova 208 này, 265 triệu đồng. Lối đã tiến thì cho người tay. Anh bình luận rõ một chút nhé, em chưa hiểu bình luận của anh nhá. Vâng, chào bác Vũ Duy Tùng này. Chào bác Đinh Hạnh RV này. Ok, xe đẹp long lanh. Ok, phải xe đẹp long lanh, phải xe chất lượng thì mới dám bán cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Tota Innova 208 2.0 bản G. Đấy, bản G xịn này. La răng đúc 4 bánh, lốp nắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước. Tay nắm cửa, viền chân kính này. Vì che mưa thì được trang bị đầy đủ rồi. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, 265 triệu đồng. Tota Innova bản G 2008 nhá. Ok anh ạ. Rồi, giá tiền cho người biết. Đây, 2011 335 triệu đồng, 2008 265 triệu đồng. Bản G xịn này. Đấy, điều hòa 3 hàng, độc lập, tạo cái cảm giác thoải mái cho 3 hàng ghế nhá. Ok, nói giá tiền cho người biết. Đây, em con nào cũng nói giá tiền, nói đời xe và chia sẻ một cách chi tiết nhất cho anh chị quý vị mình ạ. Ok, Tota Innova 2006 này. Đây, nói luôn giá tiền này.
229 triệu đồng, 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi, dòng Vua 7 chỗ đang được bán thị trường ô tô đầu mối Hải Dương đây. 206 229 triệu đồng, 208 265 triệu đồng, và 2011 335 triệu đồng. Đấy, giá tiền nói rồi nhá. Đấy, nói theo ý kiến của người xem rồi. Đấy, nhà mình cũng cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nhá. Vừa rồi là 3 dòng Innova đã được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Tiếp tới đây cùng em Tùng tham khảo tất cả những dòng xe có bên em ạ. Sai chính tả quá. À vâng, vâng, cả nhà mình cứ bình luận đi, cứ comment đi, em sẽ cố dịch cho anh chị quý mình nhá. Bao giờ có thì alo nhá. Ok anh, số điện thoại em đã chụp lại hình rồi này. Ok lại gia đình nhà mình. 7 chỗ số tự động tầm 400 triệu có không? 7 chỗ mà tầm 400 triệu thì bên em chưa có nhá. Đây anh Võ Việt quan tâm chăm chiếc này đi. 7 chỗ số sàn thôi, có 335 triệu đồng. Toyota Innova 2011 này. Mà bên nào anh mà đang quan tâm mẫu là chưa có nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Đấy, để lại số điện thoại đi, 1-2 hôm nữa và thì em sẽ gọi cho anh ạ. Đẹp đó nhưng biết máy số máy móc thế nào à? Cam kết với anh này, đấy, không chỉ đẹp bên ngoài đâu. Máy móc nhá, nội thất bên trong này còn đẹp, còn chất nhá. Tả trên livestream như nào hoặc là tả trên video giới thiệu sản phẩm như nào, đến nơi xem xe phải đẹp như vậy hoặc là còn phải đẹp hơn anh chị quý vị ạ. Cam kết cho anh chị quý vị mình. Đây, một địa chỉ này uy tín tin cậy nhá, với hàng trăm đầu xe nhá. Đấy, nhà mình cùng xem em hàng trăm đầu xe này, lấy chữ tín nào làm đầu này. Cảm ơn gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Phạm Thế Tài. Đấy, chào anh Julika, chào những khách hàng thân thương nhất ạ. Tiếp tục đây, chiếc máy quay em này, Hyundai Grand i10 bản đủ 2014, 1.0 số sàn nhá. Nhà mình cùng xem em bản đủ thì có những gì nào. Đấy, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 2 bánh trước này, hỗ trợ phanh tăng chống 2 phía sau, xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, 245 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Cam kết anh chị quý vị mình, một đầu sản phẩm chất đại chất luôn. Máy số keo chỉ sơn si còn zin. Đấy, điều hòa lắng lạnh 2 chiều mát rượi, 245 triệu đồng còn bớt sâu. Vâng, chào bác Văn Bác Đào này, chào bác Nguyễn Quang Đạt, chào bác Việt Nguyễn, chào bác Phạm Thế Tài, chào toàn thể anh chị quý vị thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương người ta ạ. Đây, tiếp tục đây, xe tập lái tí tiền đây mà phun đồ chơi đây gia đình ơi. Morning 2010, 1.0 số sàn này, 135 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang này. Đấy, xe có 100 triệu đồng thôi mà được độ này. Đèn bi salon đây, đấy, đèn bi cầu đây, siêu sáng siêu đẹp này. La răng đúc mà dạng mây bách 4 bánh đây. Đấy, nhà mình xem cái bộ la răng đúc có đẹp, có yêu chưa này. 1.0 số sàn, tiết kiệm nguyên liệu, đầu đà hình to rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. 135 triệu đồng. Đấy, bác nào đang quan tâm một dòng tập lái hơn 100 triệu đồng nhá, tham khảo cho em mẫu này đi. Kia Morning 2010, 135 triệu đồng cả gia đình mình ơi. Đấy, nội thất bên trong thơm tho rồi, sẵn đi sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của nhà mình thôi. Đấy, cứ để lại comment đi, để lại bình luận đi để em tổng hợp tư vấn ạ. Chào bác Đặng Duy Đua, chào bác Đức Cường, chào bác Văn Bắc Đào, chào bác Nguyễn Quang Đạt, chào đại gia đình nhà mình. Nhờ nhà mình đang xem buổi livestream của chợ ô tô đường Nguyễn Hải Dương ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ lên cho em 5-7 lượt chia sẻ đi, nên tường nên hội nhóm nhá, không mất tiền không bạc gì đâu gia đình ơi. Xe tô chưa về hóng mãi. Vâng, còn xe tô thì phải dọn dẹp qua một xíu để làm sao mà những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng nhá. Đây, sau chiếc Kia Morning 2010 rồi, tiếp tục đây giới thiệu đến gia đình này, Hyundai Grand i10 2008, động cơ 1.0 với 4 máy, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 135 triệu đồng. i10 2 đầu có không? i10 2 đầu tạm thời bên em lại không còn mẫu nào anh Nguyễn Quang Đạt ơi. Tạm ứng cho em xin một giờ đi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, để lại số điện thoại đi. 1-2 hôm nữa về đầu i10 2 đầu này em sẽ tư vấn cho anh nhá. Cảm ơn bình luận anh rất là nhiều này. Vâng, chào anh Lương Hoàng. Đây, i10 208 4 máy 135 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si đại chất. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, 135 triệu đồng i10 này. Đấy, cạnh mẫu i10 rồi. Tiếp theo đây nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé. Một mẫu 5 chỗ quốc dân đây, quay ghét màu xanh đi em Tùng. Ok, để em giới thiệu lốt trước Toyota Vios 2010 này cho đại gia đình cùng xem, thì em sẽ quay lại chiếc ghét màu xanh cho anh Đinh Hành RV nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Đây, Toyota Vios màu đen 2010, 1.5 số sàn, la răng đúc trang bị 4 bánh,
Cờ tiền tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 200 triệu đồng, màu đen, lốp láp, sơn si đẹp, máy số keo chỉ chất. Đấy, 200 triệu đồng còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình. Một dòng xe quốc dân nồi đồng cối đá Toyota Vios 2010. Chia sẻ nhiều lên, bình luận nhiều lên để em Tùng tư vấn gia đình nhà mình ơi. Vâng, chào bác Phong Lê, Phong Lê mà Bá Phong này. Chào bác Phạm Hồng Quang này. Ok anh Nguyễn Quang Đạt nhá, em đã để lại số, anh đã để lại số điện thoại em nhìn rồi nhá. Vâng, bác Đinh Hành RV ơi. Đây ghét đây. Đấy, mua thì chốt luôn, chốt ngay đi. Chần chờ gì nữa, cam kết những sản phẩm chất lượng này. Hyundai Get 2010 1.0 số sàn, một sản phẩm đến từ nhà Hyundai đây. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu và vô cùng bền bỉ. Đây, xe đăng biển 84 Hương Yên, 4 chủ, 4 số, 1 chủ từ đầu. Đấy, la răng sắt theo xe này, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Nội thất bên trong nhá. Nội thất bên trong vẫn là nội thất ghế lỉ từ nhà sản xuất luôn. Em xin quay phần nội thất này cho anh chị quý mình cùng quan sát này. Nội thất ghế lỉ theo xe này. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đà mình theo xe đang bán ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 140 triệu đồng. Đấy, 140 triệu đồng này. Chốt trên livestream nhá, còn giảm sâu nữa. Đấy, cứ bình luận, cứ comment đi. Thả tim thả like nhiều vào mà để được tiện chia sẻ nhá. Đấy, kiếm tiền chưa giờ dễ hơn gia đình ơi. Quay nội thất và máy. Con này thì em đã có video chi tiết của này rồi nhá. Đấy, anh nhắn tin qua fanpage với em đi thì em gửi cho anh video chi tiết nhá. Em xin phép là trên buổi livestream ngày hôm nay thì báo giá gia đình thôi. Đấy, rất là nhiều đầu xe mà bác nào cũng quay chi tiết một con một thì thế mất 15-20 phút thì em nghĩ là phải livestream đến buổi sáng ngày mai mất mà chưa xong gia đình ạ. Vâng, cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh Hành RV rất là nhiều ạ. Đây, cạnh chiếc Hyundai Get 2009 vừa rồi này. Nhà mình cùng tham khảo dùm em đi. Chevrolet 2012 đăng ký là bánh hàng 2013. Sedan hai đầu màu đen. Đấy, lốp lắp đẹp, sơn si chất 190 triệu đồng. Đấy, động cơ 1.6 số sàn này, 190 triệu đồng, giá đưa ra thôi. Còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị đang quan tâm nhá. Chào bác Đăng Thanh Hải này, chào bác Nguyễn Văn Quang, chào bác Raber này, chào bác Nguyễn Văn Đồng. Chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng trên ba miền của Tổ quốc ạ. Những hàng thân thương nhất là chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy. Có thắc mắc gì cứ để lại bình luận, để lại comment để em Tùng tư vấn này. Đây, hôm nay có về một chiếc Morning nhỏ gọn. Nhà mình nhìn với em là xem đẹp chưa này. Kia Morning số tự động, động cơ 1.0 máy eco. Đời 2010, đăng ký là bánh năm 2012. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Nhà mình nhìn cái nước sơn này nó đẹp chưa này. Nước sơn đẹp vô cùng luôn. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Đấy, cặp đèn pha này, em quay gần cho mình xem này. Cặp đèn pha còn sáng, còn đẹp, còn trong, không có dấu hiệu rạn nứt, bóng mờ do xương do nhiệt. Đấy, một điểm em vô cùng thích của chiếc xe này. Xe được trang bị bộ la răng đúc hoa mai 4 bánh này, cách điệu vô cùng yêu luôn. La răng đúc xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này. Đấy, lốp láp đẹp nhá, có phanh đĩa chống bó cứng 2 mét rồi. Gương kính cụp xoay điện này. Tay nắm cửa, ốp cửa, viền chân kính để bóng lốc đây. Điểm nhấn trên cái nước màu sơn xanh này rất đẹp luôn. Sơn bóng lừ luôn, sơn của Nhật nó bao giờ cũng khác với những cái dòng ở trong nước anh chị quý vị mình nhá. Nội thất bên trong đây, tham khảo dùm em nè. Nội thất ghế da kết hợp mini lỉ thông hơi theo xe này, đấy. Tạo cái cảm giác vô cùng êm ái và thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, táp lô này, đấy, bề mặt táp lô này. Quay gần cận cảnh luôn này. Táp lô sần gai từ nhà máy đây. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đài mà mình theo xe rồi. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, đang bán thay cho ô tô đầu mối Hải Dương, một sản phẩm vô cùng về chất lượng, nhập khẩu mà chỉ có 235 triệu đồng thôi. Đấy, mà còn bớt còn thương lượng nhé. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi gia đình ạ. Những thủ tục và sang tên này, đổi chủ bấm biển mới trong ngày cho anh chị quý vị mình thôi. Hai mắt cảm biến lùi phía sau đây. Bản XLS bản đủ phun kịch này. Sơn không quan trọng, quan trọng là gầm bệ em Tùng ạ. Em biết, em hiểu đấy rồi anh ạ. Bên em cũng mua xe này, bên em tiêu chí mua xe này. Trước tiên là phải máy số và gầm bệ phải chất, phải đẹp thì bên em mua nhá. Cam kết cho anh con này này. Máy số này thì còn đẹp, còn chất. Đấy, gầm bệ thì chắc chắn không bục mọt. Về chỉ đi thôi, chỉ di chuyển thôi, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Anh Đinh Hành RV ạ. Vâng, cảm ơn đại gia đình nhà mình. Đấy, cảm ơn những bình luận góp ý của gia đình mình rất nhiều này. Bác Nguyễn, chào bác Nguyễn Vương, chào bác Ngoan Thành. Chào bác Nguyễn Văn Lâm, chào bác Bùi Xuân này. Chào đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Tiếp buổi là Morning này, tiếp tục là số tự động này. Ok, chúc suốt buổi tối vui vẻ, bán được nhiều xe nhá. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Vâng, chào bác Lương Xuân Hòa. Tiếp tục số tự động hơn 200 đi gia đình ơi. Số tự động sedan hai đầu,
Genta 2010 210 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Máy số keo chỉ sơn si đại chất. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều zin nguyên bản theo xe này. Gương kính cụp xoay điện xin nhan trên sườn xe, la răng đúc lốp lắp đẹp. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến cuối năm nay, tháng 12 năm 2022. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đài và đỉnh treo xe rồi. Điều hòa thì rất buốt 2 chiều. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng, số tự động 2 đầu mà chỉ có 200 triệu đồng thôi gia đình nhà mình ơi. Chào bác Kim Cương Vàng, chào bác Thìn Nguyễn, chào bác mới cuộc sống à cuộc sống mới. Chào bác Lương Xuân Hòa. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền của Tổ quốc này. Đấy em xin báo giá từ đầu này về đi. Báo giá từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, từ trái sang phải để anh chị quý vị mình tiện quan sát hơn này. Hyundai Grand i10 màu trắng, Morning xanh tự động bao nhiêu em? Morning xanh tự động có 2 chiếc này. Chiếc màu xanh này 235 triệu đồng. Và chiếc màu xanh nhạt hơn một chút cũng là 235 triệu đồng nhá. Đồng giá 2 chiếc, số tự động đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thông số kỹ thuật như nhau, đời như nhau luôn. 235 triệu đồng. Tham khảo cho em đi anh chị quý vị gia đình mình ơi. Hyundai Grand i10 màu trắng. Đây, một chiếc xe đến biển số từ 14 đây. 14 Quảng Ninh đất cảng đây. 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp này, xin nhan trên sườn xe. 195 triệu đồng, một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Có pha din không? Anh Tuấn Vấn đang hỏi, pha din thì tạm thời bên em chưa có anh Tuấn Vấn ơi. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, cho em xin lại số điện thoại này. Một vài hôm nữa về đầu pha din nào thì em sẽ gửi tin nhắn cho anh nhá, gửi hình ảnh chi tiết cho anh ạ. Cảm ơn bình luận anh rất là nhiều này. Chào anh xin, chào bác Hảo Bùi. Chào đại gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc. Vâng, xin chào đại gia đình người ta. Đây, Morning đây, Morning màu xanh đây, tham khảo tiếp rồi em đi. Kia Morning bản S-Lex bản đủ nhập hàn máy Eco 2010, đăng ký vào bánh năm 2013. 1.0 số tự động. Đấy, 235 triệu đồng. Đăng kiểm thì còn dài này. Đấy. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Động cơ 1.0 máy Eco thì vô cùng tiết kiệm nhá. Một chiếc xe tư nhân chính chủ đến từ Hà Nội đây. 235 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình. Máy số keo chỉ sơn di chất, gầm bệ chắc chắn. Vâng, chào bác Hoa Lê Lăng Hoa này. Chào bác Nhôm Kính Tuấn Đào. Chào bác Nguyễn Hữu Tưởng ở nhà phân phối sẽ hợp lý, ok anh. Vâng. Cảm ơn những bình luận comment gia đình biết rất là nhiều này. Nhà mình hoan hỉ lên, vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Đại gia đình nhà mình ơi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Cạnh mẫu Kia Morning 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây nhà mình cùng tham khảo dùm em này. Lacetti 2008 đăng ký vào bánh năm 2010. 1.5 số sàn mà chỉ có 140 triệu đồng thôi. Màu đen sedan 2 đầu. La răng đúc lốp lắp đẹp, gầm bệ chắc chắn không mục mọn. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 140 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Con Genta này là 210 triệu đồng rồi, tư vấn rồi này. Cạnh chiếc Genta là chiếc Kia Morning màu trắng nhá. 190 triệu đồng. Đấy, số tự động 1.0. Những bác nữ nào đang có nhu cầu tập lái này, bổ túc tay lái mà mới có bằng, tham khảo cho em chiếc này đi. Một chiếc xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, máy số điện đóm thì dễ bảo trì, bảo dưỡng cũng như rất là hiền lành, ít khi hỏng vặt nhá. Phụ tùng thay thế luôn có sẵn, 190 triệu đồng. Kia Morning màu trắng 2009. Vâng, cảm ơn những lượt bình luận anh chị quý vị mình rất là nhiều. Cảm ơn bác Tuấn Vấn. Vâng, chào bác Võ Đủ này. Chào Lê Tuyền. Vâng, cảm ơn bác Đinh Hành rất nhiều. Chúc em mua được nhiều xe tốt giá rẻ. Còn Tùng, vâng, cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều ạ. Tiếp tục theo em Tùng vào buổi livestream ngày hôm nay đi anh chị quý vị mình ơi. Cứ để lại bình luận, để lại comment để em Tùng tư vấn trực tiếp trên bước sóng cho gia đình nhá. Kết rồi này, 145 triệu đồng rồi này. Giới thiệu rồi này, tham khảo đi. Còn bớt thêm được ạ. Cạnh mẫu Hyundai S 2009 rồi. À lẻ 10 chứ. Tiếp đây thì cùng tham khảo cùng em này. Genta 209, 135 triệu đồng, màu đen. La răng đúc lốp lắp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Động cơ 1.5 số sàn 209 nhưng được đăng ký là bánh năm 2012. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây, lốp lắp đẹp sơn si chất. 135 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho đại gia đình nhà mình nhá. Cả mình sang đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, bình luận chia sẻ nhiều lên. Cảm ơn gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Vũ Văn Bền, chào đại gia đình mình này. Cạnh mẫu Genta 209, tiếp tục tham khảo dùm em đi. Hyundai Accent 209, 165 triệu đồng.
1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc. Xe này mang nước sơn màu bạc rất đẹp đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan dạng mí tích hợp trên sườn xe. Đấy. Lốp lắp đẹp, sơn xi, máy số, keo chỉ chất này. 165 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của gia đình mình ạ. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chia sẻ nhiều lên, bình luận nhiều lên, like thả tim nhiều lên gia đình nhà mình ơi. Có mất tiền có mất bạc gì đâu, nhưng đợt chia sẻ đợt bình luận gia đình nhà mình là động lực để em Thanh Tùng tận hiến hơn nhá, để chăm sóc anh chị quý vị nhà mình. Vâng, chào bác Phạm Tuấn này, chào bác Ban Vũ, chào bác Nguyễn Văn Sinh, chào bác Vũ Văn Bền, chào bác Nguyễn Hữu Trưởng đào đại gia đình nhà mình. Khá nhiều đầu 5 chỗ đúng không? Tiếp tục 7 chỗ rồi mình tham khảo đây. Vivante, Chevette Vivante 2009, số tự động 193 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ tầm trung, giá tiền không đến 200 cho mình cùng tham khảo đấy ạ. Na răng đúc 4 bánh, lốp lát đẹp, xin nhan trên sườn xe, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, 34 4 mùa không một lùi đây, biển 34 nhá. Kết máy số gầm bệ thì anh lấy chốt hôm trước rồi, rút hồ sơ cho anh nhé. Anh ơi, bớt cái giá đấy thì không thể là làm gì được thêm anh nhá. Đấy, em chốt giá đấy rồi này, là không bao thêm một gì đâu cho anh ạ. Đấy, anh cứ tham khảo đi. Giá hôm trước em để cho anh không nhầm em nữa là 125 triệu. 125 triệu là bán tại bãi, không thêm một thủ tục gì nữa nhá. Còn nếu thêm thì anh thêm, nếu mà thêm thủ tục thì anh cho em thêm một chút nữa. Đấy, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Vivante 7 chỗ 2008 rồi. Tiếp theo đây cho mình cùng tham khảo của em này. Lồi đồng cối đá mà phá không chịu thảm đây. Tota Vios 2010 bản E, 1.5 số sàn. Cờ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 240 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Lốp lao đẹp, sơn xi chất. Đấy. La răng đúc 4 bánh rồi, hai bánh trước thì trang bị phanh đĩa chống bó cứng AVS. 115 triệu đồng, không bao thêm một gì nữa anh nhá. Đây, vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đầu đài hình to này. Đấy, đầu đài hình to rồi. Cam nồi cam hành trình đầy đủ nhá, 240 triệu. Innova bản G có không? Innova bản G một rừng luôn anh ơi. Đợi em một xíu, 115 triệu không bao gì anh Đinh Hạnh giờ về ạ. Vâng, chào bác ạ. À, là anh này, Vios 208 số sàn có không bác? Vios đời 208 số sàn thì không có, nhưng 2010 thì đây. 2010 này. 240 triệu đồng số sàn bản E này. Và dưới 208 một xíu đây. 2006 135 triệu đồng bản G nhá. Tư nhân chính chủ Hải Dương 4 mùa không ngập lụt. Sơn xi đẹp, máy số keo chỉ chất, đăng kiểm đến tháng 1 năm sau. Đấy, tham khảo rồi mà đi. Vios số sàn còn nhiều, bác Công Tử Huệ nhá. Đây để em xem anh nào hỏi tiếp tục này. Có Innova bản G không? Em hỗ trợ rút hồ sơ cho anh. Anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi để em tư vấn thêm cho anh ạ. Đây Innova bản G cho mình cùng tham khảo đây gia đình ơi. Chia sẻ nhiều lên, bình luận like, tim nhiều lên gia đình nhà mình ơi. Vâng, bác Giang Ly này, không biết em đọc tên có đúng chưa nhưng bác cứ tham khảo giùm em này, Innova bản G đây. Innova bản G 335 triệu đồng 2010. Innova bản G 2008 265 triệu. Innova bản G 2006 229 triệu đồng. Bản G xịn 4 chiếc, la răng đúc, phanh đĩa ABS. Đây, gương kính đây. Đấy, máy số keo chỉ chất, lỗi Innova bản G cho anh chị quý vị nhà mình đây. Bác đang quan tâm dòng Innova bản G, đấy nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Em tư vấn gửi hình ảnh thêm này, quay xem con 2010 em nhé. Ok, 2010 có anh ơi, em quay lại con 2010 cho anh tư vấn này. Nhà mình cứ để lại bình luận, để lại comment đi thì em tư vấn trực tiếp cho nó dễ đi. Con nào chưa có thì em sẽ bảo chưa có này, con nào mà có rồi thì em sẽ bảo có rồi để ra đây mình cùng quan sát nhá. Một đầu i10 Morning đi, một đầu i10 Morning có đủ, đợi em một xíu tư vấn cho bình luận trước nhá. Đấy, cứ ai bình luận trước là được tư vấn trước này. Đấy. 2010 đây, dài hết đây. Con này thì 200 triệu đồng, màu đen, 2010. 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, biển tư nhân chính chủ 30E Hà Nội. Đấy, thủ đô ngàn năm văn hiến đây. 200 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng, xin nhan trên gương. Đấy, lốp lắp đẹp, sơn xi chất, gầm bệ chắc chắn này, nội thất bên trong đây. Sạch sẽ thơm tho rồi, mang về sẵn đi sẵn phục vụ thôi. Không cần phải nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Đấy, 200 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho chị quý vị em mình. Vios 2010 màu đen này. Tiếp tục Vios 2010 màu đen bản G đây. À bản E nhé, xin lỗi mình, bản E này 240 triệu đồng. Đây, quay nội thất nhá. Thân vỏ bên ngoài thì cam kết là không đâm đụng, không va chạm. Đây, nội thất bên trong đây.
Nội thất bên trong vô lăng ba chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình to rồi, phục vụ mọi nhu cầu của anh chị quý vị nhà mình. 240 triệu đồng cho chiếc bản E này ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Chia sẻ, thả tim, thả like nhiều lên. Bình luận đi để em Tùng trực tiếp tư vấn nhá. Vàng cát đấy bao nhiêu? À đây, vàng cát đây anh ơi. Đấy nhá, vàng cát này, con vàng cát này 2019 này, 515 triệu đồng. Tiếp tục vàng cát này, con này cũng vàng cát nhá. Vàng cát 2016, 365 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục tư vấn cho gia đình nhà mình thêm này. Đó, bác nào phải i10 một đầu nhỉ? Để em cứ lần lượt những lần bình luận để tư vấn cho gia đình mình này. i10 một đầu tham khảo trước này. 240 triệu đồng, i10 một đầu 2014, 1.0 số sàn, máy số keo chỉ sơn xi chất, tư nhân chính chủ Hà Nội, không dịch vụ taxi. 245 triệu đồng cho chiếc bản này này. Tham khảo trước cho em i10 một đầu đi anh ơi. i10 một đầu bản bay 2014, 195 triệu đồng, 1.0 số sàn đấy, không đến 200 triệu đã có i10 một đầu bản tiêu chuẩn này. Đấy, bản tiêu chuẩn nhá. Tiếp tục là i10 này. Một cơn mưa i10 gửi đến gia đình nhà mình luôn. Hyundai Grand i10 bản đủ 2014, đăng ký là bánh năm 2016, 1.0 số sàn. Đấy, con này bản đủ full kịch này. La xăng đúc lốp lao đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, đăng kiểm đến tháng 12 năm nay. 245 triệu đồng. Đây, lại tiếp tục tham khảo ở Modeling đúng không? i10 Modeling đây, tham khảo cho một dàn luôn. Một dàn chân ngắn đây. i10, à đây Modeling, Modeling 2016, 195 triệu đồng. La xăng đúc, phay 4 bánh, lốp lát đẹp, nội thất hai màu đen đỏ, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Màn hình to như cái bát rồi. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Không phải nghĩ ngợi thêm điều gì. Hơn 200 triệu, đấy, loanh quanh 200 triệu đã có i10 Modeling. Đời cao để sử dụng rồi này. Tiếp tục một con i10 nữa cho gia đình cùng tham khảo nhá. Hyundai Grand i10, đấy, bản đủ full kịch 2014, đăng ký năm bánh 2017, 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, màu bạc, 245 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi chất. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, tiếp tục đến tư vấn cho anh nào hỏi Vios màu vàng cát đây. Chào đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chào bác bố cu sóc này. Chào bác Đinh Hữu Nghệ, chào bác Thanh Võ, chào bác Thùy Hợp, chào bác đẹp trai anh, chào bác Anh Hoàng, chào bác Nguyễn Văn, chào bác Viết Khánh, chào bác Đặng Ngọc Đỉnh. Đây, em xin trả lời câu hỏi vàng cát, vàng cát bao nhiêu tiền cho anh nào đang comment nhá. Đây, Vios màu vàng cát 2019, khác xe mới chỉ làm sản xuất thôi. Máy số keo chỉ sơn xi, lốp láp gầm bệ theo xe luôn. Đấy, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình này. Phát hiện được lỗi tặng ngay 5 triệu đồng, kiếm tiền chưa bao giờ dễ hơn. Đấy, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, 4 lốp liền đời treo xe, lốp sơ cua thì chưa hạ một lần. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Tóm lại là zin 100%, zin từ đầu đến chân và từ chân đến đầu, zin từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội đây. 515 triệu đồng cho chiếc Vios màu vàng cát đại lợi 2019. Có hỗ trợ trả góp cho gia đình nhà mình ạ. Em có Solenta nhập khẩu không? Solenta nhập khẩu tạm thời bên em chưa có anh ơi. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, nhắn tin để lại số điện thoại. Làm cái đầu xe yêu cầu em tư vấn nữa nhá. Đâu xem bình luận như nào để cho mình cùng tham khảo nào. Vios 2016 365 triệu đồng có trả góp không? Có trả góp đến ngay và luôn, để lại số điện thoại đi để em gọi cho anh nhá. Anh Lâm Tuyến nhá. i10 trắng 2 đầu. i10 trắng 2 đầu thì tạm thời tiếp quá bên chưa có anh Khánh Trắng ơi. Để lại số điện thoại ở comment hoặc là bình luận để em được tư vấn cho anh ạ. Mazda bán tải đi anh. Bán tải thì không có Mazda nhá, bán tải chỉ có Forerunner thôi anh ơi. Đấy, cứ theo dõi màn hình nhỏ đi, em sẽ tiếp tục tư vấn này. Bán tải Ford, có bán tải Ford nhá. Đây, tư vấn cho anh mà hỏi trả góp con 2016 này. Mazda Vios 2016 bản E màu vàng cát đây. Anh chủ cũ thì độ lên phong cách Maybach hai màu này. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Chủ cũ rất là chơi luôn. Màn hình to như quyển sách này, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. La răng đúc lốp lao đẹp 365 triệu đồng. Có hỗ trợ giải góp đến 70% cho gia đình nhà mình ạ. Đấy, anh Lâm Tuyến mà có đang quan tâm mẫu này này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em để em tư vấn sâu nhá. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh đấy. Đấy, cứ chốt cho livestream đi. Giá còn bớt còn thương lượng được cho đại gia đình của mình. Chia sẻ nhiều lên cho em gia đình mình ơi. Bán tải Ford này, nhớ, có bán tải Ford đây.
hướng mắt theo màn hình đi, gia đình ơi. Đấy, em đã tư vấn những đầu sản phẩm đang có bên em cho đại gia đình mình cùng quan sát ạ. Chào tiếng nào, ok. Chào bác Khánh Trắng rất là nhiều này. Cho em gửi lời bác Khánh Trắng cũng như gia đình nhá. Bán tải pho cho gia đình nhà mình tham khảo đây. Ford Anger 2 cầu máy dầu màu trắng 2013, đăng ký bán bánh năm 2014, với cửa tiền gửi đến toàn thể anh chị quý vị gia đình nhà mình là 410 triệu đồng này. Đấy, bản này là bản XLT, bản đủ phun kịch nhá. La răng đúc thì đã được trang bị 4 bánh rồi. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS, đăng ký 5 chỗ ngồi. 2 cầu máy dầu siêu trường siêu trọng, phù hợp cho những anh chị quý vị nào mà gia đình kinh doanh này. Đấy, tích hợp thêm chở người thì vô cùng hợp lý luôn. Nội thất màu đen, màn hình to, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển. 2 cầu máy dầu Fonger 2013 đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Đấy, bác nào đang quan tâm đến một chiếc bán tải này đời cao đây, nhắn tin đi, hỗ trợ trả góp nhá. Nhắn tin trực tiếp thì con này có hỗ trợ trả góp này. Chốt ok bác công tử. Công tử chốt này. À, có bác công tử Huệ, xin lỗi ạ. Đấy, mắt hơi kém nhìn hơi khom xíu. Quay lại cho em xem Morning Vàng, ok anh Khánh Trắng. Ok anh Lâm Tuyến, số điện thoại đã được chụp mẹ màn hình rồi này. Ok, hơi kết, vâng phải kết luôn đi chứ, nhanh đi còn ngủ. Vâng, Captiva 7 chỗ có không? Captiva 7 chỗ thì tạm thời chưa có. Con 16 đây là máy máy đen đấy nhá. Sở Bắc đi anh, bác Vũ Duy Tùng. Sở Bắc thì tạm thời chưa có. Đâu để em xem lại con đấy là máy gì, em cũng chưa để ý cơ. Nhiều xe về quá, chưa kịp để ý là xem nó máy gì. Cảm ơn anh chị quý vị nhà mình, những bình luận gia đình mình rất là nhiều này. Đâu, Morning màu vàng cho bác Khánh Trắng nhá. Từ từ vẫn còn sớm bác Khánh Trắng ơi. Bây giờ mới có 9 giờ hơn, ngủ gì mà sớm thế nhỉ. Theo dõi cho em một lúc đi, theo dõi với đại gia đình nhà mình cho nó vui ạ. Morning 216 màu vàng 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình. Con này chỉ có 195 triệu đồng thôi. Còn bớt còn thương lượng nhá. Đấy, tham khảo đi anh chị quý vị gia đình ơi. Bác Khánh Trắng ơi, tham khảo giùm em này. 1.25 số sàn 4 máy. Nội thất ghế da hai màu màu đen, màn hình to rồi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, 195 triệu đồng nhá. Em Tùng còn hỗ trợ được cho em cho anh đấy. Đấy, hỗ trợ gia lộc cũng như là xăng xe cho anh ạ. Đến trực tiếp lấy xe, giá còn bớt còn thương lượng được ạ. Bình luận nhiều lên, comment nhiều lên anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Bác Tất Nguyễn Thanh chào bác ạ, chào bác Quân Hoàng, chào bác Trương Triều ạ, chào bác Phạm Chuyển. Chào bác Quang Thao, chào bác Bốn Cây Trái Mùa, chào bác Sầm Văn Mưu. Chào bác S, chào bác Sở Bê Dương, chào bác Hồ Xuân Nghị. Chào anh Long Lê, chào bác Đức Giang. Chào bác Chiến Tài Hữu. Chào bác Tài Hữu Chiến. Chào bác Lê Trọng, Lê Tiến Trọng. Chào đại gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc. Đâu à, xem tiếp tục, cứ để lại bình luận đi, để lại con mình em tư vấn nào. Ok, xe đẹp quá, ok. Có Camry 209, 2080. Camry 209, 208 thì tạm thời bên em lại chưa có. Tiếc quá anh Nguyễn Văn Đảo ơi. Để lại số điện thoại, để lại trên phần comment đi. Để em một vài nữa và về đầu Camry em sẽ tư vấn nhá. Innova tầm 200 quay đầu thì bên em chưa có này. K3216 giá ra sao? Đây anh Nguyễn Văn Sơn ơi, K3216 đây, 420 triệu đồng. Đã được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này. 1.6 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, đăng ký bán bánh năm 2018 nhá. Máy số keo chỉ sơn xi thì bao chất nhá. Giá còn bớt còn thương lượng đi ạ. Đấy, 216 này 420 triệu đồng anh Nguyễn Xuân Sơn nhá. Innova tầm 200 quay lại có không nhỉ? Innova tầm 200 quay lại thì bên em không có rồi. Có Innova tầm trên 300 này. Trên 265 triệu đồng này, 208 này. Con này thì tầm hơn 200 một xíu rồi này. 229 triệu này. Đấy, anh có quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Tư vấn còn bớt sâu nữa nhá. Đấy, Innova tầm hơn 200 triệu, 229 triệu chỉ có chiếc này thôi. Còn tầm quay 200 triệu quay đầu thì chưa có. Đeo kính vào anh ơi, ok anh. Xe đẹp quá bác Quang Thao, vâng cảm ơn bác Quang Thao rất là nhiều. I10 tầm 200 có không anh? Bác Nguyễn Hà đây, để em trả lời comment của bác Nguyễn Hà này. I10 tầm 200 đây ạ. Rồi, I10 tầm 200 đây. 195 triệu đồng. I10 màu trắng 2014, đăng ký và làm bánh năm 2017. 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh, quê hương của đất cảng đây nhá. 195 triệu đồng anh ơi. Rồi con em xem con I10 là nữa là tư vấn tiếp nào. Con mình đi, bình luận nhiều lên để tư vấn nào gia đình nhà mình ơi. Rồi tiếp theo đây này, tiếp tục này. Tham khảo giúp em đi.
Kia Morning 2010 đăng ký là bánh 211, tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương các hùng dân tộc đây. La dáng đúc lốp nam đẹp đây, động cơ 1.0 siêu tiết kiệm, sơn xi thì vô cùng đẹp rồi. Cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình 150 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng đấy. 1.0 rất là tiết kiệm nhá. Tiếp này Morning này, cạnh Morning là i10 này, i10 2016 đăng ký năm bánh 2017, 240 triệu đồng, màu trắng, còn bớt còn thương lượng, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. La dáng đúc 4 bánh lốp nam đẹp đấy, để lại comment, để lại bình luận đi để em Tùng tư vấn thêm nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Hạo Minh này, chào bác Văn Vũ Mạnh, chào bác Trường, chào bác Phạm Quốc Huy, chào bác Cường Bùi Mạnh, chào đại gia đình nhà mình. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2016 vào rồi này, tiếp tục đến 2016 đây, là mình cùng tham khảo dùng em này. Vios 2018-2019 có không? Vios 2018-2019 có này. Bác Khánh Trắng màu vàng nhá, ok anh. Kazen biển Hà Nội có không? Kazen biển Hà Nội thì tạm thời chưa có. Headline stream, ok anh, số điện thoại để này. Vios số sàn có, cho anh xem xe tiết ghét nhé, ok anh. Ok, cứ bình luận, cứ comment đi để em Tùng được tư vấn này. Cảm ơn shop rất là nhiều. Vâng ạ, em cũng thay mặt shop và cảm ơn anh này. Có Santa Fe màu đen không? Đấy, Santa Fe màu đen thì tạm thời bên em chưa có nhá. Có thể mở giúp lắp cabo không? Còn đấy em có video review chi tiết rồi. Anh cứ để lại tin nhắn đi, để lại comment đi. Tí em sẽ gửi cho anh video nhá. Đây, Vios 2018-2019 đây. Vios 2019 màu vàng cát, 1.5 số sàn bản E. Đấy, xe như từ trong hãng ra luôn. Máy số keo chỉ sơn xi, nội thất thì theo nhà sản xuất nhá. Động cơ 1.5 bản E, số tự động, 515 triệu đồng, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Đấy, 515 triệu đồng để 2019 này. Có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, bản 7 túi khí này, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy. Còn bớt còn thương lượng nhá. Gửi mình vị trí mai mình xuống, ok. Tí em sẽ anh để lại, ok, tí em sẽ gửi vị trí cho anh nhá, anh Phạm Dũng nhá. Cho mình xem Vios đi, đây Vios đây anh ơi. Coi thử tiền 250 triệu làm dịch vụ hai đầu màu trắng và đen, xin địa chỉ anh. Hai đầu màu trắng và đen làm dịch vụ, anh cứ chọn cho em bọn Vios đi. Đây. Vios màu đen đây, có 200 triệu đây. Màu đen nhá, 200 triệu Vios làm dịch vụ. Ok luôn, 200 triệu thu hồi vốn nhanh này. Bảo đảm kinh tế gia đình nhà mình này. Đấy. Máy số điện đó mình dễ bảo trì bảo dưỡng, phụ tùng thay thế thì luôn có sẵn. Mức tiền thì vô cùng hợp lý, 200 triệu đồng. Hơn 200 triệu đồng một chút, 240 triệu đồng. Vios màu đen bản E 2010, 240 triệu đồng này. Tư nhân chính chủ Quảng Ninh đây. Tư vấn tham khảo đại gia đình nhà mình nhá. Đấy, có những gì thắc mắc cứ để lại bình luận, để lại comment. i10 2014 có trả góp không? Anh Nguyễn Hà. i10 2014 bên em có hỗ trợ trả góp anh nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi để được tư vấn thêm này. Đây, tư vấn với cứ tiền 250 triệu này thì chọn mẫu gì để chạy dịch vụ này. 250 triệu. Đây. Con này hơn 200 triệu đồng một chút thôi, Toyota Vios 2010. Hơn 200 triệu làm dịch vụ thu hồi vốn trong vòng vài tháng thôi. Bảo đảm kinh tế cho gia đình nhà mình. Đấy, đi lại gia đình làm nhiệm vụ làm dịch vụ thì vô cùng ok nhá. Đấy. Cứ để lại comment đi, để lại bình luận đi để em Tùng tư vấn cho. Chào bác Trường Con, chào bác Nguyễn Quốc Hưng. Chào bác Đỗ Dương, chào bác Đức Cường. Jun Tui, chào bác Thanh Nguyễn. Chào bác Đài Nguyễn, chào bác Giang Hiếu này, chào bác Hằng Dương, chào bác San Nguyễn, chào đại gia đình mình, chào bác Hầu Thưởng. Đấy, cứ có gì thắc mắc để lại bình luận đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Có mất tiền mất bạc đâu dành ơi, tư vấn miễn phí luôn. Tiếp tục đây. Con này y này, Hyundai Grand i10 2014 này. Đấy, con này bản đủ 240 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhá. 1.0 số sàn màu bạc, tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn. Đây, còn rất là nhiều xe rồi. Cứ bình luận, cứ comment đi em Tùng tư vấn thêm cho. Chào Thanh Tùng nhé. Vâng, chào bác Phạm Văn Dung này. Vios màu đen mấy chủ? Anh ơi, xe bên em mua thực ra là em cũng không để ý là mấy chủ đâu. Cứ máy số chất này, cầm bệ chắc chắn, keo chỉ zin thì em mua thôi. Còn giờ mình mà đi mua xe cũ mình cứ đòi mấy chủ thì làm sao mua được xe anh ơi. Vẫn là màu vàng nhé. Ok anh Khánh Trắng ơi, con màu vàng em đã nhớ rồi nhá. Đấy, anh cứ để lại số điện thoại thì em đã có rồi. Tí sau buổi livestream này em sẽ gửi cho anh video chi tiết đấy nhá. Cảm ơn mình rất là nhiều này. Địa chỉ bên em là Lam Trung Nam Sách Hải Dương.
cần cây xăng Minh Nhập số 2, hai số like thì đã để trên mình rồi. Kết bạn qua Zalo gửi vị trí chi tiết nhất cho gia đình mình ạ. Vâng, cảm ơn những lượt tim, lượt like cho mình rất là nhiều này. Tiếp tục báo giá đây. Kia Morning 216 bản SI bản đủ 255 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng, bản đủ full kính nhá. La răng đúc phay 4 bánh này, lốp lắp đẹp, cặp đèn pha và cặp đèn gầm phá xương thì trang bị công nghệ bi cầu. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước. Xin nhan trên gương đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. 255 triệu đồng, bao hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Minh Tâm, chào Vĩ Văn Vị, chào đại gia đình mình. Đây, em xin trả lời những comment có Fortuner 7 chỗ máy dầu 209 210 không em. Fortuner thì hôm nay bên em lại mới bán một chiếc rồi. i10 màu xanh không bạn. i10 màu xanh thì bên em không có nhá. Bên em đang có Morning thôi. Có Morning màu xanh thôi anh ạ, không có i10 màu xanh. Vâng, anh mà có quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Để lại số điện thoại đi, để 1-2 hôm nữa nó về thì em sẽ tư vấn cho này. 1.2 số rộng gen ZX 2010 235 triệu đồng, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội đây. Máy số keo chỉ sơn si zin nhá, là răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên sườn xe, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều auto. Đấy, mang về sẵn đi sẵn chạy thôi, xây gương xây kính đủ cả rồi. Cả option cửa sổ trời trên cao đây. 235 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình ạ. Đấy, nhà mình cứ để lại bình luận, để lại comment đi. Em tư vấn cho rôm rả chứ, cứ nói chuyện một mình buồn lắm gia đình ơi. Đây, Morning số rộng màu xanh đây. Morning số tự động màu xanh 2005 1.0 số tự động nhá. 156 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lợi cho gia đình mình. Kia màu trắng biển 99 bao nhiêu anh? Đây, Kia Morning màu trắng đây, biển 99, con này là 255 triệu đồng anh ạ. Con màu xanh bao nhiêu? Đâu, con màu xanh này á, con màu xanh này 156 triệu đồng anh ơi. Đấy, màu trắng 99 255 triệu đồng. Màu xanh đây 165 triệu đồng. Tham khảo dùm em đi anh chị quý vị gia đình nhường ơi. Đây, vài ớt tư vấn đây nhờ, nhiều này. Hàng con vài ớt tư vấn rất là nhiều này. Đấy, 16 19 có hỗ trợ trả góp 515 triệu đồng số tự động, 365 triệu đồng số sàn, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Bao test hàng có lỗi nhá, có lỗi tặng xe luôn đấy. Có lỗi tặng xe luôn cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Genta màu đen 2009 135 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si chất, lốp láp đẹp, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Một mẫu xe tập lái gửi đến gia đình nhà mình đây. 135 triệu đồng đấy, giá chỉ bằng con SH đấy gia đình ạ. Vâng, cho bác Dấu Hoàng, cho bác Cường Đảm, cho bác Lợi Phạm, cho bác Hùng Nguyễn, cho bác Phạm Hạnh, cho bác Huy Văn Dương, cho bác Bàn Văn Tam, chào bác Mai Dương, chào bác Đức Quý này, đây đọc níu cả miệng rồi. Chào bác Nguyễn Minh Tâm, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc. Cho phép em Thanh Tùng gửi đến lời chào với đến các bác này, đến toàn thể anh chị quý vị người thân cũng như gia đình nhá. Đấy, còn thắc mắc về những mẫu xe nào cứ để lại bình luận đi, để lại comment đi, để em Tùng được tư vấn, được hầu hạ anh chị quý vị mình trên bước sóng live stream ngày hôm nay. Đây, với bác nào hỏi ghét này, em quay lại ghét một lần nữa này. Có Santa Fe màu đen không anh Phạm Quyền? Tiếc quá anh ơi, Santa Fe màu đen thì tạm thời bên chưa có này. Cháu Đinh Thị Thu Trang, sàn chưa có này. Cam kết trên giấy tờ cho anh ơi, cam kết trên giấy tờ văn bản cho anh ạ. Anh đang quan tâm mẫu nào nhá, thì em cam kết trên giấy tờ văn bản cho anh mẫu đấy nhá. Đây, tiếp tục đây, tham khảo gia đình đây, bác nào phải hỏi ghét này. Hyundai Ghost 2010 1.0 số sàn, biển 4 số 1 chủ từ đầu 89 Hương Yên đây. Đấy, nhãn lồng mà bổ gặp dao phay này, gà con lên ổ này, 2 ngày 3 cân nữa là quê hương Hương Yên đây. Sơn si đẹp, lốp láp chất, gầm bệ không mục ngoặt. Máy số keo chỉ thì sẵn đi sẵn sử dụng thôi. 140 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Còn bớt còn tham khảo được cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, em đã giới thiệu đến 98 đầu sản phẩm hiện đang có bên em rồi. Đấy, nhà mình cùng quan sát này. Đấy, chợ siêu rộng đây. Rất là nhiều đầu xe này, nhiều xe thế này, nhiều xe cỏ này mà không chọn được ở đây thì còn được chọn được ở đâu nữa gia đình ơi. Từ xe lướt nhá. Đấy, xe lướt 219 cũng có này. Xe lướt 219, 216 cũng có nhá. Đấy. Và đến những xe đời thấp tập lái này, tránh mưa tránh nắng cũng có. Cứ bình luận, cứ comment đi. Anh có i10 nào vừa tiền không anh? i10 vừa tiền nhất, đây tham khảo cho anh này. i10 bản đủ trước này đấy, vừa tiền bản đủ anh xem đã vừa tiền của anh chưa này. i10 2014 bản đủ 245 triệu đồng. Tiếp tục này, i10 bản đủ 2014
2014 đây. Đấy, biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội đây, 245 triệu đồng. Còn con này bản tiêu chuẩn bản bay nhá. Con này bản bay thì 195 triệu đồng này. Đấy, anh đang xem tầm tiền của mình bao nhiêu. Tham khảo cho em mấy mẫu i10 đi. Đấy, loanh quanh 240 triệu đến 195 triệu đồng thôi, gia đình nhà mình ơi. Đấy, thả like, thả chim comment nhiều lên để em Tùng được tư vấn ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Mạnh, chào bác Phạm Hoài, chào bác Nguyễn Tâm, chào bác Lê Anh Tiến, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc nhá. Cứ comment, cứ bình luận đi để em Tùng được tư vấn gia đình nhà mình ơi. Đây, hàng này là cũng tư vấn hết rồi này. Tiếp tục xem còn sót lại con nào không, tư vấn tiếp gia đình nhà mình. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vui vẻ hoan hỉ lên, tại ứng cho em Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi. Có mất tiền mất bạc gì đâu gia đình ơi. Chia sẻ lên tường, lên hội nhóm cá nhân này. Đấy, chia sẻ lên cộng đồng đi. Đấy, toàn những cái hay cái đẹp thôi, có phải cái xấu ở đâu mà không chia sẻ. Ga Gentex màu đỏ 2010, 1.2 số sàn, phù hợp cho những chị nữ đây. Nhỏ người, dễ đi dễ lái, bổ túc tay lái, số tự động này. Rảnh tay rảnh chân nhá. Màu đỏ đuôi rất đẹp đây. Xin nhan trên sườn xe, là sang lúc lốp nắp đẹp, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022, 220 triệu đồng. Đã được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Chia sẻ nhiều lên gia đình nhà mình ơi. Đây, hôm nay thì bên em có về một chiếc Lacetti Celic nhá. Đây, Lacetti Celic 2010 màu đen, sedan hai đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đấy, lốp lao đẹp, sơn xi chất, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm đến còn dài luôn, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Nội thất ghế da theo xe này 255 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng là cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, cửa sổ trái lắp trên cao đây. Vâng, chào bác Gấu Trắng, chào bác Nguyễn Hữu Tình, chào bác Thanh Bùi, chào bác Long Lê Đình. Như anh chị quý vị nào mà hôm nay vừa xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi để không bỏ lỡ. Vào khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối, em Tùng vẫn lên sóng báo giá, tương tác và trò chuyện cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, còn những thắc mắc gì liên hệ trực tiếp qua hai số fanpage 0347 701 777 để em Tùng được tư vấn thêm nhé. Cảm ơn anh chị quý vị mình vẫn luôn ưu ái vào khung giờ 8 giờ 3 phút mỗi tối. Đấy, vẫn hướng mắt theo màn hình nhỏ trên những chiếc điện thoại, những trên những chiếc ghế yêu theo dõi em Tùng livestream. Có thể là em vẫn tư vấn chưa hay đâu, nhưng anh chị quý vị nhà mình cứ để lại ý kiến để đóng góp để em được phát triển hơn. Vâng, xem còn bình luận nào còn nào không để tư vấn tiếp này. Cho em xem con nội thất, à con i10 nội thất 195 triệu đồng. Đây, góc này cũng có một con 95 triệu đồng nhá. Xem cho em con này trước rồi xem đến con đấy sau này. Đây, 190 triệu đồng đây, i10 đây. Màu trắng 2014, 1.0 số sàn. Đây, tham khảo nội thất bên trong với em đi. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Cứ comment đi để em Tùng được tư vấn nhá. Đây, đứng bên kia đi, đứng bên kia mở cho dễ đi. Bên này hơi vướng. Cho em xem nội thất này, ok đây, nội thất đây. Quay Morning 11763, ok anh. Có Morning dịch vụ ra không anh? Đấy, cũng có Morning dịch vụ, có chứ. Nhưng máy số keo chỉ sơn xi chất thì về anh em vẫn bán nhá. Bán với giá hợp lý nhất cho anh chị quý vị là mình ạ. Chủ yếu máy số nó ngon này. Đấy, nó không đâm đụng, không va chạm. Keo chỉ nó còn nguyên là được, anh chị quý vị mình ạ. Nhiều chiếc nó dịch vụ nó chạy ít năm thì nó còn hơn vạn những chiếc mà mình chạy mình không để ý, mình xuồng xa đấy. Đây, nội thất của chiếc 150 triệu đây. À, 195 triệu đồng anh ơi. Vô lăng ba chấu đầu đà mình theo xe này. Nội thất đẹp thơm tho rồi. Trời hơi tối một xíu nhá. Nhưng chiếc này thì có video chi tiết rồi nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi, em gửi video cho tham khảo nó dễ hơn. Đấy, màu trắng 195 triệu đồng, i10. Con biển nào nhỉ, để em đọc lại comment nào. 117.63 là em nhìn lại một xíu. Nó lúc là nó nhiều xe quá, bên em rất nhiều xe luôn. Ra vào liên tục. Đấy, cứ lên quanh 100 đầu xe thôi. Nó lúc không nhớ được con nào đây. 11763. Đây. i10 11763 2016 màu trắng. 225 triệu đồng bản SD bản đủ này. La răng đúc phay lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi chất. Đấy, xin nhan trên gương nhá. Vâng, chào Tuấn Kiêu, chào đại gia đình của mình. Đấy, 255 triệu đồng gửi đến gia đình mình, đăng kiểm còn dài. Đấy, bác nào quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Đấy, nhắn tin tên xe, biển để em tư vấn cho ạ. Dịch vụ 140 không anh? Anh ơi, dịch vụ bên em không có nào 140 nhá.
cho anh xem 5 chỗ với. 5 chỗ bên em rất là nhiều luôn anh ạ. Anh giờ đang quan tâm dòng nào, quan tâm đến mẫu nào, giá tầm bao nhiêu, để lại cho em nó gọn gọn một xíu đi. Của 5 chỗ thì bên em đa phần 5 chỗ anh ơi. Đây, con 195 triệu đồng vừa rồi nhá, nội thất bên trong đây. Anh tham khảo dùm em với anh La 7 ơi. Đây con màu ghi 195 triệu đồng này. Đấy, vô lăng 3 chấu, đầu đài màn hình theo xe này. Đấy, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá, nội thất thơm tho. Săn đi săn sử dụng thôi, 195 triệu là giá đưa ra thôi, còn bớt anh ạ. 5 chỗ với bên em con nào cũng nhiều 5 chỗ lắm. Có Innova không bác, tên tiếng Tây tiếng Tàu này thì cũng cho em xin gửi lời chào đến bác này. Innova đây. Đấy. Chạy lanh quanh luôn. Đấy, có bình luận nào mà thắc mắc nào chạy lanh quanh luôn để tư vấn gia đình đây. Innova 2011 335 triệu đồng bản G xịn này. Innova 2008 265 triệu đồng bản G xịn. Và Innova 2006 bản G hit 229 triệu đồng. Toàn G đấy nhá. Toàn G đủ phun kịch thôi. Option là như nhau, la răng đúc 4 bánh lốp láp đẹp. Đấy, cặp đèn pha thì không dạn nứt, không bóng mờ. 229 triệu đồng 206 Innova. 265 triệu đồng Innova 2008. 335 triệu đồng Innova 2011. Đời cao thì giá cao, đời thấp thì giá thấp nhá. Giá luôn hợp lý gửi đến gia đình nhà mình. Innova giờ này đấy, Innova đây anh Hạo Minh ơi. Đấy. Cho xem con Kia màu xanh đời bao nhiêu. Nội thất nữa anh ơi. Anh Khánh Trắng, đây nội thất đây anh ơi. Đấy, cứ để lại comment, để lại bình luận đi để em thăm, để em quay cho nhá. Em là em thôi, em ít tuổi mà. Đấy, năm nay mới có 20 thôi. Nhà mình cứ gọi em là em đi, không phải anh đâu. Đấy, nội thất bên trong đây. Nội thất ghế da này, trần lỉ theo xe. Đầu đài màn hình theo xe đây, điều hòa ô tô đấy nhá. Con morning màu trắng này, và anh Khánh Trắng ơi. Tham khảo cho em đi. Máy số keo chỉ chất, nội thất thì sạch sẽ rồi. Sẵn đi sẵn sử dụng thôi, phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình này. Đấy. 255 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng này. Innova thì giới thiệu rồi này. Đấy, chào đại gia đình nhà mình nhá. Màu xanh bác Phong Dương này. Màu xanh đời bao nhiêu à? Đây, Kia màu xanh có 2 chiếc này. Giới thiệu chiếc này trước. Kia màu xanh 2010. Hồ sơ cầm tay sang tên bấm biển đổi chủ trong vòng 1 ngày thôi. Đấy, 2010, con này 2010 nhá, 235 triệu đồng. Máy Eco 1.0 nhập Hàn cả cục. Đấy, la răng đúc hoa mai rất là đẹp này. Quay một vòng luôn, quan sát một vòng ngoại thất ở ngoài trước đi, chỗ này nó rộng. Thì em xin quay một vòng ngoại thất. Rồi, SLX bản đủ. Hai mắt cảm biến lùi chống va chạm, xung quanh kính này thì đều bọc phim cách nhiệt 3M rồi. Gương kính cụp xe điện, máy số keo chỉ zin. 235 triệu đồng, 2010. Kia Morning số tự động 1.0. Đấy, tiếp tục một con màu xanh này. Bác thay học một con 100 à. Từ từ em xem, em đang nhớ là con nào bên em tầm 100 để tư vấn cho anh này. Đây, tiếp tục giới thiệu trước con màu xanh đi cho anh đang hỏi này. Đây, Kia Morning màu xanh đây. 156 triệu đồng, 2006 nhập Hàn nhá. 1.0 số tự động 2006. 156 triệu đồng. Và 1.0 số tự động nhập Hàn 2010. 235 triệu đồng. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Bác cho em hỏi đi được một ok không, 100 củ. Ok, 100 củ đây. Tham khảo cho em chiếc 100 củ này. Đấy, hơn một xíu này. 135 triệu đồng. Morning 2010. Số sàn 1.0, 135 triệu đồng đây. Đồ chơi lên đầy người luôn rồi. Bi cầu đây, bi cầu này. Màn hình đầu đài to, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Hơn 100 triệu đấy mà không thiếu một cái gọi là chức năng, gọi là một cái dịch vụ gì luôn. Đấy, đầu đài màn hình to rồi, 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Chào bác Đảm Phú Đảm, chào bác Dương Xây Dựng, chào bác Ngọc Diệp Trường, chào bác Nguyễn Tuấn Kiệt, chào bác Lê Khánh. Cảm ơn bác, ok cảm ơn anh ạ. Có 100 triệu có đây, em tư vấn cho anh ạ. Vừa rồi 135 triệu đúng không? Đấy, tiếp tục tư vấn thêm mẫu hơn 100 triệu một xí này. 120 triệu đồng đây. Kia Morning 2016 số sàn 1.0. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp. Sẵn đi sẵn sử dụng thôi. 120 triệu tư nhân chính chủ Bắc Giang nhá, gia đình mình ơi. Cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận đi, tư vấn cho ạ. Vâng, hello anh mình Nhật này. Có Accent nào 300 không bác? Accent thì bên em có hai mẫu, một mẫu 209 và một mẫu 219. Mẫu 209 là 160 triệu đồng. Mẫu 2019 là 420 triệu đồng anh nhá. Có bán tải không bạn? Có bán tải anh ơi. Đấy, 100 triệu đồng tư vấn rồi này.
ASEAN 212 đến 215 không em. Đấy, ASEAN thì bên em đấy em vừa giới thiệu nhá. Có một chiếc 219 này. Đấy, 219 màu đen và 209 màu bạc thôi. Còn khung 215 thì chưa có nhá. 212 đến 215 thì khung đấy chưa có. Tham khảo cho em chơi đi. 219 màu đen. Đấy, xe lướt nhá. 3 vạn chuẩn. 430 triệu đồng. Này, tiếp tục màu bạc này. 165 triệu đồng. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi ASEAN màu bạc. 160 triệu đồng. Đấy, tư vấn giùm em đi, tham khảo giùm em đi bác ơi. Đây bán tải này, giới thiệu là chiếc bán tải này. Anh Đinh Ngọc Nam, đấy chiếc này bán tải có duy nhất một chiếc thôi. Duy nhất một cái thôi, ai mua được người nào là người độc đắc ấy. Đấy, tham khảo em nó đi, tư vấn về em nó nhiều hơn một chút. Đấy. Nó vừa là bán tải duy nhất mà nó là cái xe chạy dầu duy nhất bên em ở chợ bên em ngày hôm nay nhá. Đấy, tham khảo giùm em đi gia đình ơi. Rồi. Vâng, cảm ơn những lượt tim, lượt like của Thanh Ngoan rất là nhiều này. Cảm ơn Thanh Ngoan nhá. Đây, bán tải hai cầu máy đầu Fonger 2013, đăng ký bán bánh năm 2014, 2.2 hai cầu máy dầu, la răng đúc lốp láp đẹp nhá, lốp Mechili, đấy lốp Mechili mới luôn 2021 này, đầu đà hình to rồi, 5 chỗ, đấy chở người chở hàng, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình, 410 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ, đấy, hỗ trợ trả góp này, hỗ trợ ship xe này. Hỗ trợ những thủ tục gọi là có ngân hàng để trả góp cho anh chị quý vị mình. Hỗ trợ làm sao để cho những bác mà quan tâm đến chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhá. Đấy, cứ quan tâm là mua được xe thôi. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều nhá. Đấy, còn thắc mắc gì không cứ để lại comment đi thì em Tùng tư vấn cho ạ. Có xe van không? Xe van 2 chỗ tạm thời chưa có này. Có Hyundai tầm 250 triệu không? Hyundai tầm 250 triệu à? Hyundai tầm 250 triệu thì có nhiều i15 anh ơi. Đấy. Innova 208 à? Innova 208 có nhá, bác Thoại Đình này. Bác Phạm Trách nhiều xe đẹp quá chào Thanh Tùng ơi. Vâng, giờ mới thấy bác Phạm Trách ạ. Cảm ơn bác Phạm Trách rất là nhiều này. Chúc bác Phạm Trách có buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng live stream ủng hộ cháu đi bác Phạm Trách ơi. Đây. Vios 211 215 này. Tham khảo cho em chiếc là 216 đi. Cao hơn một xíu thì không vấn đề gì đâu ạ. 216 này, 1.5 số sàn bản E. Con này thì đăng ký màu vàng cát này. Màu vàng cát, màu đất này, đại cát đại lợi đây. La sang đúc lốp láp đẹp. Phanh đĩa chống bó cứng ABS. Này, chủ cũ độ lên một cặp đèn pha đây. Cặp đèn pha bi cầu. Đấy. Máy số keo chỉ zin nhá. Có hỗ trợ trả góp cho chiếc Vios 2016 này nhá. Đây, Innova 208 đi bác. Ok, quay Innova. Cho xem con 219 à. Ô, đây, 219 đây. Đấy, Innova 219 515 triệu đồng đây. Cần tư vấn, cần gì, nhắn tin trực tiếp qua phần biết. Đây, Innova 208 đây. Rất là nhiều anh chị quý vị mình quan tâm dòng Innova này. Một dòng gọi là vua của dòng 7 chỗ đây. Nội thất trong phân khúc 7 chỗ nhá. Không có nào lại này. Điều hòa của Nhật thì không phải bàn rồi. Đấy, vận hành thì vô cùng dễ dàng, coi như bền bỉ. Innova 208 2.0 số sàn bản G, 265 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Còn bớt, còn thương lượng là cho anh chị quý vị mình đến trực tiếp xem xe. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Ngọc này. Chào đại gia đình nhà mình. Đấy, vừa rồi em thì cũng đã báo giá hết đến đầu sản phẩm ấy. Nhiều con báo lại đến 4 lần rồi luôn. Đấy, bán tải 390 được không em? Nhắn tin trực tiếp qua con bé đi. Đấy, 390 để lại luôn này. Giảm giá 20 triệu đồng trên một đầu xe này. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Để lại cho anh 390 nhá. Con nào 250 triệu đi anh. Tập sống khác. Ford máy dầu số sàn có không? Ford máy dầu số sàn tạm thời chưa có. Kia Morning 150 triệu có nhá. Đấy, tiếp tục tư vấn này. Trời ơi, cứ bình luận đi. Bình luận nhiều lên, chia sẻ tim nhiều lên. Đấy, động lực để tư vấn xuyên đêm này. Đấy, overlay luôn, đêm trắng luôn này gia đình ơi. Innova 210 thì không có, nhưng có Innova 211 đây. 335 triệu đồng bản G xịn. Đấy, đủ phun kịch rồi. Bảo đảm về an ninh pháp lý trọn đời nhá. Máy số keo chỉ chất. Đấy, không đâm đụng, không thủy kết đập nước. 335 triệu đồng, nhắn tin trực tiếp qua fanpage. Có video chi tiết. Kia 150 triệu. Có Kia 150 triệu. Đây, 120 triệu đây. Số sàn 20, con số sàn 208 nhá. 120 triệu này. 150 triệu đây. 150 triệu 2010, na sang đúc lốp láp đẹp màu trắng. Nhắn trực tiếp qua fanpage để được tham khảo về giá và được ép giá sâu hơn.
em hết máy dầu chưa có, modeling tầm 105 triệu, giới thiệu hai đầu rồi. Bán tải 300 triệu, nhắn tin qua fanpage đi. Đấy, giảm cho anh 20 triệu. Giảm cho anh 20 triệu không phải lăn tăn gì. Anh màu, tối anh hợp màu xanh, màu đỏ cho em xem cho mấy con. Đấy, ok, có màu xanh, màu đỏ này. Đấy, tiếp tục nhá. Giới thiệu lại con 150 triệu cho anh chị quý vị này. Đấy, tầm tiền ít tiền thôi cho em phù hợp con này nhá. Còn bớt thêm đấy, 150 triệu là giá đưa ra thôi này. Modeling 210, màu trắng, la răng đúc 4 bánh, lốp lắp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Đang kèm đến cuối năm nay. Đấy, nội thất ghế lỉ nhá. Con này vẫn là nội thất ghế lỉ này, nó đắt nhau, nó đắt hơn nhau ở chỗ này này. Tham khảo cho em đi. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe. Chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là xe được dùng rất là giữ gìn luôn. Vô lăng ba chấu. Đây, màu hàn và hình to rồi. 150 triệu nhá, hỗ trợ rút hồ sơ đấy. Tham khảo cho em đi gia đình ơi. Đâu xem còn những bình luận nào tư vấn tiếp này. Bán tải 390 triệu. Màu xanh màu đỏ. Anh hợp màu xanh màu đỏ à? Đây, màu xanh màu đỏ đây. Màu xanh có hai em này nhá. Kia Morning số tự động 2010 này. 212 chiếc này này. Đồng giá là 235 triệu đồng. Đấy là màu xanh này. Tiếp tục này, màu đỏ đây. Màu đỏ có Morning 216 195 triệu đồng. Đấy, tư vấn nhiệt tình này mà chả thấy trả tin thằng này nhỉ. Con mình bình luận loạn lên chứ để còn tư vấn cho gia đình ơi. Màu đỏ đây, 216 đây. 195 triệu đồng. Đấy. Hyundai báo giá đi. Xe đẹp quá. Santa Fe máy dầu 12. Santa Fe máy dầu 12 tạm thời chưa có ạ. 208. 208 giá 235 chốt. 208 235 là con nào nhỉ? 208 235 240 là chốt nhá. Con 208 đấy, thanh niên nói một lời 240 là chốt rồi. Con đấy có túi khí bên phụ rồi, sản xuất cuối 2008 anh ạ. Đấy. I10 sedan bản đủ không anh? C10 A10 I10 sedan bản đủ thì chưa có anh nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage để lại số điện thoại đi em tư vấn ạ. Hyundai báo giá đi. Đây. Hyundai mà đây, tầm tiền của Hyundai đi gia đình ơi. Đấy, màu đỏ tiếp tục cho anh này, 220 triệu này. Báo giá Hyundai này. Hyundai I10 245 triệu đồng. Hyundai I10 màu xám 245 triệu đồng bản đủ. Và Hyundai I10 màu xám bản tiêu chuẩn 190 triệu đồng. Đấy. Anh đang quan tâm đến tầm 200 triệu đồng nhá. Cùng vào dòng Hyundai, tham khảo cho em đi. Đấy, cảm ơn thầy mình tư vấn rất nhiều này. Cảm ơn. Xe đẹp quá bác Phạm Mạnh, cảm ơn bác rất là nhiều. Santa Fe chưa có anh nhá. I10 sedan bản đồ thì cũng chưa có này. Đấy, túi khí bên phụ. Đúng rồi, con đấy con 208 này. Con 208 này, 265 triệu đồng này. Để giao lưu, để hữu nghị, để làm vui cho bác luôn này, 240 triệu đồng. Nhắn trực tiếp qua fanpage đi. Đấy nhá. Giảm hết cơ đấy, không giảm hơn nữa đâu. Vâng, thì vừa rồi em Tùng đã giới thiệu hết những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, rất là mệt luôn. Gào la kết cả giọng rồi. Vâng, chào bác Nguyễn Tiến Thế này. Chào bác Phạm Vĩnh Phát, chào bác Nguyễn Dự, chào bác Bùi Văn Ngọc, chào đại gia đình nhà mình. Biển số bán tải đâu thế em? Con đấy biển 36 Thanh Hóa, quê hương các anh hùng dân tộc anh nhá. Vâng, chào bác Thắng đây mà. Chào bác Lam Hoàng, chào đại gia đình nhà mình ạ. Innova 20 trả góp không? Innova 20 có trả góp này. Kia Morning số tự động không? Có Kia Morning số tự động. Đây, Hyundai Innova 2011 đây. 335 triệu đồng này. Đấy, để xem cũng tư vấn lại này. Bán so với thị trường đạt 17 gì? Đạt 17 trên 5 à? Vâng, bác Bùi Quang Ngọc, em vẫn chưa đọc được, em chưa hiểu rõ được bình luận của bác nhá. Innova 208 235 triệu đồng. 230 đồng chốt cọc luôn. Ok, sau livestream này này. Đấy, sau livestream này liên hệ trực tiếp với bác nhá. Đấy. 211 có trả góp anh ơi. Đấy, 211 đây, Innova 211 đây. Đấy, tham khảo rồi em nên chỉ quý vị mình ạ. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu hết đầu sản phẩm đang có tại bên em nhá. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị và mình trong những video cũng như buổi livestream giới thiệu sản phẩm tiếp theo cho ô tô đầu mối Hải Dương. Muốn có xe hay thì gặp ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào, gặp lại gia đình mình.